Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Vâng, em xin chào các bác từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn đến sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa về đến Vũng Tàu, em chào từ Hà Nội về đến Tuyên Quang với tất cả tâm tình. Em xin chào các bác. Ở cái clip hôm nay ấy, thì là em xin phép lại được gặp anh em ở cái clip này là để chia sẻ với anh em. Tiếp tục ở cái clip lần trước ấy, thì em có làm cái so sánh giữa cái bộ điện của con Zim Việt hay là con Wenfa với bộ điện của con Attila VT5 mà anh em có lên sạc đó. Ở clip hôm nay ấy, thì em sẽ làm so sánh giữa cái bộ điện của con Zim Việt và con Wenfa so với bộ điện của con Zim Thái và những con Zim Trung Quốc đời đầu anh em nhé. Đó, thì ở đây thì anh em cũng nhìn qua đây thì anh em cũng đã biết rồi, cái bộ điện của con Zim Việt này, lý do tại sao mà khi anh em lắp cái bộ ổn định điện này vào ấy, hoặc là những cái con nạp ở trên đường của xe Zim Việt ấy, nó lại khỏe hơn xe Zim Thái là tại vì sao? Thứ nhất, cái xe Zim Việt thì nó còn mới, cái từ thông ở những cái quận này nó sinh ra nó sẽ khỏe, để nó đường nạp nó vào cái bộ nạp này, nó vào bình ắc quy nó sẽ khỏe hơn là những cái con Zim Thái ngày xưa và những cái con Zim Tàu đời đầu á, thì nó dùng những cái bộ điện như này, nó chỉ là hai cuốn này thôi, cho nên là cái đường nạp của nó sẽ không khỏe bằng cái bộ điện của con Zim Việt đời mới này. Ok, thì nói chung là mình bây giờ là mình cũng không tính những cái chuyện đời mới hay là đời cũ nữa, bởi vì quá trình đi lâu năm thì cái gì nó cũng sẽ lão hóa theo thời gian. Thì bây giờ là mình sẽ tính như thế này, tại sao mà nhiều anh em có hỏi là đặt hai bộ ổn định điện này về để lắp cho một chiếc Zim Thái và một chiếc Zim Việt, thì chiếc Zim Việt đi ok, cái bình ok, dùng đèn thoải mái không lo hết điện, mà con Zim Thái thì nó lại hơi bị yếu điện so với lại cái con Zim Việt. Thì ở cái clip hôm nay thì mình sẽ giải thích trực tiếp cho anh em và sẽ cho anh em thấy luôn là hai bộ điện nó có sự khác nhau như thế này. Ở đây thì anh em cũng biết là cái quận của xe Zim Việt nó sẽ có 6 múi, thì có một cái quận nổ đó. Thì ở trên xe Zim Thái này thì nó chỉ là quận hai cuốn này thôi, thì đây là quận nổ và đây là quận đèn. Ok, rồi tiếp theo là cái quận của xe Zim Việt này, thì ở đây nó sẽ là có 5 múi, thì ở đây là hai múi đèn và ba múi nạp đó. Thì khi anh em lên độ sạc Attila chẳng hạn đấy, thì anh em sẽ tách mát ở đây ra, thì cái dây vàng này sẽ chuyển sang đây, thì nó sẽ là thành 5 múi, ok chị ạ. Còn ở cái xe Zim Thái này này đó, thì nó chỉ là một cuốn như thế này thôi. Ok, đây mình có một cái cuốn rời, thì nó chỉ là một cuốn này thôi. Khi cái cuộn, đây là cực mát của nó này, mát đây, tách mát của con này rất là dễ, anh em chỉ cần nới cái nóc ra là bỏ ra luôn đó. Thì đây là mát, là điểm đầu của cái cuộn đèn này, hay còn gọi là cuộn sạc đó, thì nó sẽ chạy vòng 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 và ra đến đây, cái điểm này nó sẽ là ra cuộn đèn đó. Còn tiếp tục là nó sẽ lại quấn theo vào cuộn này để nó ra đến cái điểm này là cái điểm cuối, thì nó sẽ vào đường sạc đó. Chính vì như thế thì cái từ thông trên một cái cuộn này cộng với cái số dây đồng ở trên một cái cuộn này nó sẽ không dài bằng cái số dây đồng ở trên năm cái cuộn này, và từ thông của năm cái cuộn này thì nó có 5 cái điểm đây, thì kiểu gì nó cũng sẽ khỏe hơn đó. Nhiều thằng thì chắc chắn nó phải khỏe hơn một thằng rồi, đấy là lý do. Ok, rồi ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em mà nào mà đi những cái chiếc xe Zim Thái mà có đặt bên mình những cái bộ ổn định điện này về rồi nhá, mà đi mà chất lượng nó điện áp nó đưa ra để nuôi các bóng đèn mà nó không được như ý ấy, thì mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn anh em độ thêm một cái cuộn điện vào đây đó, sẽ là thành hai cuộn đèn anh em nhé. Đó, hai cuộn đèn hay gọi là hai cuộn sạc đó. Thì ở trên YouTube ấy, thì mình có coi qua rất nhiều kênh của các anh em, thường là chỉ hướng dẫn là tách mát bộ điện này để đi sạc Attila, hay là tách mát bộ điện này để đi sạc Attila, thì chưa có anh em nào là làm cái clip mà độ hai cái mâm, hai cái cuộn dây đồng này, cuộn đèn đó, để lên để làm mà mình sạc cho nó khỏe anh em nhé. Đây là cái bài này là bài độc luôn anh em ơi. Vâng, không dài dòng nữa thì mình đi sâu luôn vào cái con này đó. Để chuẩn bị lên được hai cái cuộn đèn này thì anh em, một là anh em sẽ mua một bộ mới thì nó cũng rẻ thôi đó, hai nữa là anh em sẽ tháo trực tiếp vào trên xe ra và mua thêm một cuốn đèn như thế này nữa để anh em lắp vào đây. Để lắp được vào đây thì anh em phải bỏ cái cuộn nổ này đi đó,
thì mình khuyên anh em là nên bỏ quặn nổi đi. Tại vì sao là khuyên anh em nên bỏ quặn nổi đi? Vì thứ nhất là cái xe rim Thái của mình ấy, đi lâu năm, cái tử thông của cái quặn này, cái ôm ấy, quặn này nó sẽ tính là ôm, cái quặn này nó sẽ dao động từ khoảng 450 ôm cho đến 650 ôm thì nó sẽ chuẩn. Nhưng con rim Thái nhiều con mà đi lâu năm ấy, có những cái xe đi lâu năm rồi ấy, thì nó sẽ có cái hiện tượng là đề thì khó nổ, dai đề nhưng đạp thì lại nổ được ngay. Đó thì là nó do con này nó bị kém. Thì anh em cũng nên bỏ cái quận này đi. Ok, để lấy chỗ để lắp cái quận này. Đó, để lấy chỗ để lắp cái quận này. Đây là lý do để tại sao mà mình lại khuyên anh em là bỏ cái quận này đi. Thì một số anh em lại hỏi là khi bỏ cái quận nổ này đi rồi thì xe lấy đâu ra điện để mà cho cái con IC này nó làm việc. Đó, để nó nổ máy. Thì mình sẽ khuyên anh em là làm cái bài như của mình này, thứ nhất là giá thành sẽ là rẻ, hợp lý. Và anh em vẫn giữ được bộ điện zin trên xe và vẫn giữ được những cái lốc máy zin ở trên xe. Anh em không phải can thiệp gì đến là thay vô lăng mới, quận điện mới để nâng lên cái quận kiểu zin 6 múi như này. Rồi là thay lốc mới, cái chi phí nó sẽ đắt đỏ hơn nhiều. Bài này vừa hay vừa tiết kiệm nhá. Ok, thì anh em bỏ cái quận này đi rồi thì cái xe của mình chắc chắn nó sẽ không nổ được. Thì anh em sẽ đầu tư cho mình một cái quận, một cái cục IC tăng áp này. Ở bên mình có ship hàng luôn nha anh em. IC tăng áp này nó sẽ không dùng gì đến điện máy nổ nữa. Nó sẽ dùng điện bình. Thì nó có cái ưu điểm là khỏe, dễ nổ. Đó. Và điện bình thì anh em biết là điện chuẩn một chiều, nên là cái dòng điện nó lúc nào nó cũng luôn luôn là chuẩn. Nó sẽ không phụ thuộc vào vòng tua của cốt máy, không phụ thuộc vào thời tiết nóng lạnh. Đó. Còn ở cái quận nổ này thì nó sẽ phụ thuộc vào vòng tua của cốt máy. Tua máy khỏe thì là nó sẽ đánh lửa khỏe, và tua máy chậm, nhất là để gang ti, thì nó sẽ đánh lửa yếu. Thì suy ra là cái máy của mình nó sẽ phập phù, nó không chuẩn nữa. Và hơn nữa là cái quận đồng này nó sẽ phụ thuộc theo thời tiết. Thời tiết nóng thì cái tử thông nó sẽ cao lên thì anh em sẽ dễ nổ hơn. Là cái thời tiết mà lạnh ấy, tử thông con này là nó sẽ yếu đi. Chưa nói đến là cái tuổi thọ nhé. Nó sẽ yếu thì là nó sẽ đánh lửa kém. Đó, đấy là cái nguyên nhân mà tại sao mà những cái xe mà đi lâu năm ấy mà dùng cái quận nổ này nó hay bị cái tình trạng là đề thì dai đề khó nổ mà lại đạp phát là nổ ngay. Thì anh em nên thay quận này đi. Thay vào đó là chỗ này bỏ ra thì sẽ thừa chỗ ra để anh em lắp thêm một cái cục đồng đèn này nữa. Đấy, đó. Thì anh em chỉ cần lắp cho mình một con IC tăng áp như này thôi, rất là rẻ. Nói chung là anh em mua một cái quận như thế này về lắp thêm vào cái bộ điện như thế này và một cái cục này, mình khẳng định luôn là nó có khi còn rẻ hơn một nửa, rẻ hơn một nửa anh em ơi, rẻ hơn một nửa so với lại mình mua một cái bộ vô lăng mới này, một bộ quận điện mới như thế này để lắp vào cái xe Jim Thái và một cái bưởng nhôm đó, thì nó sẽ rẻ, có khi còn chưa rẻ bằng một nửa cái số tiền mà anh em phải đầu tư để khi để lên được cái bộ điện mà như mình mong muốn. Đó, thì ở cái clip này ấy, thì mình đã chia sẻ với anh em lý do tại sao mà một số anh em mà đã đặt cho mình những cái bộ ổn định điện về rồi mà cái đường nạp nó vẫn chưa được mong muốn. Thì đó nên đấy là cái lý do mà sự khác biệt giữa hai cái quận ở trên cái xe này. Qua cái clip này thì ít nhiều thì anh em cũng đã hiểu được rồi. Thì clip sau ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà làm cho mình một cái bộ như này. Còn nếu như anh em mà không thể tự làm được ấy, thì bên mình cũng sẽ ship luôn một bộ như thế này. Đó, một bộ combo gồm nó một bộ như thế này và một con IC tăng áp như này nữa anh em nhé. Con IC tăng áp này nếu mà để mà đánh lửa ấy, nó sẽ đánh lửa khỏe gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần ăn điện máy anh em ơi. Đó, thì cái cách thức mà thay đổi cái con IC tăng áp như thế nào ấy, ở cái clip trước ấy, thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi, rất là đơn giản. Đó. Vâng, thì nhân tiện đây ở cái clip này ấy, thì một số anh em này có hỏi với mình là chưa biết là bên mình có những cái sản phẩm về dơ le độ chế thì như nào, thì ở cái clip này nhân tiện này vẫn còn thời gian thì mình sẽ chia sẻ thêm. Ở bên mình sẽ có những cái mặt hàng như sau là ổn định điện đó. Con này có 3 dây, đây là con auto start engine anh em nhé. Thì mình làm theo màu dây. Đây nó có dây vàng sọc đỏ đó, ở trên xe máy nó dây vàng sọc đỏ luôn đấy, và dây vàng và dây xanh đó, thì nó cũng giống như trên xe máy. Thì đây bên mình có thêm là có sản phẩm nữa là con chống trộm đó.
Những cái mặt hàng này thì gần đây thì được rất nhiều các anh em tin dùng và đặt hàng rất là nhiều. Đó, thì bên cạnh đó thì đây là mình có cái con chip passing đó, hay còn gọi con dưa le passing. Thì có cái dây trắng này, anh em nhìn cái dây trắng, nếu mà ai mà hay coi những cái clip mà trên kênh của mình rồi thì cần nhìn con dây trắng này, các anh em đã có thể biết ngay là nó là con gì rồi, đúng không ạ? Rồi, ok, bên cạnh đó thì mình có con Haza. Rất đơn giản, nó chỉ 3 màu dây. Dây đen này thì vào dây đen trên hệ thống điện, còn hai cái dây vàng này nó vào luôn là hai cái dây dương của đèn xi nhan đó. Rất là nhỏ gọn. Bên mình thiết kế mạch cho những cái con này rất là nhỏ gọn nhá, chỉ vẹn vẹn ở trong một cái hộp bé bằng hai đầu ngón tay anh em ơi. Bé như thế này ấy, thì anh em có thể lắp chỗ nào cũng được. Ví dụ như cái xe gym ấy, ở trong cái pha cái đầu đèn của mình ấy, nó rất là bé mà mình lắp đến 4 con vẫn ok anh em ơi. Hai con dưa led mi, một con auto start engine và một con chip passing đó, một con chip passing như này nữa vẫn đủ chỗ. Chưa kể là cái driver của cái bóng đèn led đó thì phải là thành 5 cục mà vẫn còn thừa chỗ luôn anh em ơi. Đó thì có thể là lắp thêm một cái con chống trộm như này vẫn đủ nhá anh em nhá. Đây là bên mình làm, mình nghiên cứu trên thị trường có rất nhiều những cái loại mà nó to như cái cục sạc dự phòng của mình đây này, nó to như thế này ấy, thì anh em bảo là lắp vào trong xe thì được mấy cục mà có khi một cục còn không đủ chỗ để mà lắp ấy. Có những cái xe thì ở trong nó rất là rộng rãi có đủ chỗ để lắp, nhưng có những cái xe thì bên ngoài thì nhìn rất là to, ví dụ cái xe ga ở bên ngoài rất là to nhưng ở bên trong thực tế là tháo ra còn không có chỗ mà để luôn anh em ạ. Cho nên là những cái sản phẩm mà mình làm thì mình nghiên cứu rồi, nó phải nhỏ gọn như thế này thì anh em lắp đặt nó mới dễ. Vâng, thì không dài dòng liên thuyên nữa thì mình sẽ dừng cái clip tại đây. Thì là ở bên mình thì đây, mình còn xin phép là nói thêm là bên mình thì bán thêm cả những con IC độ như thế này nữa, mình gọi là IC tăng áp và bộ kích đèn nữa, thì mình quên mình không mang ra đây thì anh em cũng biết rồi đấy, xem trên clip thì cũng biết rồi. Ok, ở cái clip sau ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em là độ thêm một cái cuộn đèn như thế này nữa để vào đây nha anh em ơi, thành hai cuộn thì cái xe zin Thái chạy thoải mái luôn, không lo hết điện. Đó thì cái xe zin Thái ấy, bình thường là đi lâu năm rồi anh em lắp một cái bóng led pha 40W thì nhiều anh em có phản hồi là đi nó bị yếu điện, không đủ điện này đề. Thì mình đã làm thành công trên hai chiếc zin tàu, zin tàu anh em nhé, không nói gì đến zin Thái, zin tàu thì là lắp thêm một cuộn như thế này nữa anh em đi thoải mái luôn, thậm chí là lại còn lắp thêm một cây trợ sáng L4X nữa vẫn đủ điện anh em ạ. Đó thì nó rẻ như này thì không có cớ gì anh em phải đầu tư hoàn toàn một bộ vô lăng mới, cuộn điện mới, rồi là một cái bường nhôm mới. Mà cái xe zin Thái như anh em biết là cái bường máy zin Thái là cái bường máy vuông rất là đẹp, đẹp hơn cái bường máy zin Việt bây giờ luôn, mà mình lại phải hy sinh mình tháo mình bỏ đi như thế thì thứ nhất là giá thành cao mà lại mất xịn mất zin đó. Thì qua cái clip này mình nói như thế thì chắc anh em cũng đã hiểu rồi. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Nếu như anh em thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình. Hãy cho mình một cái like ấy để khích lệ động viên mình làm những cái clip như thế này để chia sẻ cho anh em. Đây là mình bóc hoàn toàn là những cái bộ mới nhé anh em nhé. Đây bao bì nó đây. Đó. Thì đây còn bao bì của cái hộp đấy. Đó, mình phải bóc hoàn toàn bộ mới và mình phá những cái bộ mới này ra để mình làm để hướng dẫn cho anh em ấy. Cho nên là nó cũng có cái sự tốn kém một chút, thì hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình bằng một like, một subscribe kênh của mình. Ok, xin chào anh em.